ưu tiên nhé, chọn copy này, thì khi bật máy lên nó sẽ vào copy luôn. Wow. Đây này, function key này, application này. Thì đây, ví dụ như cái một là copy này, ở đây thì mình có thể chọn được một cái do not này, thì mình có thể chọn được một trong 1, 2, 3, 4 này, cứ có cái nào ở đây thì mình sẽ hiện lên cái đấy. Wow. Đây, function 2, function 3 cái thứ đấy. Function key 1 là cái này à? Ừ. 2 này, nó dán thế nào thì mình đặt theo cái dán thôi, cách không có thì thôi. Yeah.